xin chào mọi người, mình là Thục Quyên, giảng viên của Zona Academy. Hôm nay thì Quyên sẽ lên like cái mẫu móng ôm rề ngắn ha. Cái ôm rề ngắn như thế này để cho các anh chị ở bên Canada và bên Úc là có một cái số anh chị học viên có gửi cái yêu cầu là sao mình hay đắp móng dài quen rồi á, cho nên khi mà chuyển qua móng ngắn á thì mình đắp hơi khó điều khiển. Và còn một số nữa thì lại nói là khi mà mình sử dụng cọ thì cọ của mình đang sử dụng và đang mua qua bên bên Úc á, thì nó bị giống như là cọ 16, 14 bự quá, không có sử dụng cho móng ngắn được ha. Thì bữa nay Quyên cũng cố tình luôn. Cái móng của bạn này là cũng nhỏ ha. Nè, mọi người nhìn thấy nhỏ nè. Nhưng mà Quyên cũng cố tình cắt ngắn xuống cái ôm mình ngắn để cho các anh chị coi thử là cái cọ của Quyên dùng bữa nay á, là Quyên sẽ dùng cọ 16 nha. Thì mọi người cũng biết cọ 16 của Zonal Quyên hay dùng thì Quyên sẽ dành đắp cho móng dài, dài thật là dài luôn. Chẳng hạn như tiếp nhọn hoặc là tiếp vuông mình cắt ra thì Quyên cũng sẽ dùng cái cọ 16 để Quyên đắp. Thì bữa nay Quyên cũng sẽ dùng cái cọ 16 này, Quyên đắp cái móng ngắn như thế này để cho các anh chị xem thử như thế nào ha. Rồi thì để không có tốn cái thời gian của mọi người thì Quyên cũng sẽ tiến hành đắp bột luôn ha. Thì bữa nay Quyên sử dụng hai cái màu để lộn ngược luôn mọi người, 245 và 55. Những cái màu này là ở trên lớp có sẵn luôn á mọi người, trên lớp có sẵn rồi, Quyên cũng sẽ làm luôn để cho các chị học viên tham khảo ha. Đây, và cái này là cái xếp o mình thì Quyên cũng sẽ sử dụng cái cọ này nha, cọ 16 này mọi người cùng Quyên nha. Khi mà làm like thì ví dụ như có bị khuất hay gì thì các anh chị nói cho Quyên biết cái nha. Đây thì cái cách lấy nước Quyên cũng sẽ để gần lại đây một chút xíu. Cái liêu quịch ha, cái ánh đèn nó chiếu thì nó sẽ hơi bị màu xanh chút xíu nha mọi người. Đây, cái liêu quịch nè, khi mình lấy nè, mình cái cọ của Quyên là cái cọ ngậm nước rất là nhiều ha, cọ 16 thì mọi người biết rồi đó. Cho nên Quyên lấy cái lượng bột nhỏ mà làm sao để cho cái bột nó bám trên mặt móng nó không bị chảy. Đó, thì cái cách lấy bột của mình ha, mình cũng vẫn nhúng hết cái cọ xuống nha. Đây, nhúng hết cái cọ và mình vuốt nè. Một lần nè, hai lần nè, ba lần, bốn lần. Mình vuốt bớt đi. Rồi, Quyên sẽ làm cái móng Úc trước ha. Quyên sẽ làm cái móng Úc trước để cho mọi người nhìn thử là cái bột Quyên lấy, cái cục bột nó nhỏ như thế nào nha. Đây, nếu mà mọi người nhìn thấy thì cái cục bột nó bé xíu như thế này. Nhưng mà Quyên vẫn sử dụng cái cọ 16 để Quyên lấy nha. Đây, và khi đặt lên nè, cái vấn đề là khi các anh chị học á, ở trong lớp á, mình sẽ biết cái cách làm sao mình điều khiển cái cục bột, mình lấy cái lượng nước vừa phải, nó phù hợp cho cái cọ đó, cho cái cục bột đó, thì mình sẽ đắp được hầu như tất cả các loại móng luôn ha. Thì đây là Quyên đang sử dụng cọ 16 nha các anh chị. Tại vì các anh chị nói là lỡ mua qua bên Úc với lại bên Canada cọ toàn là cọ 16 và 14 không, thì làm sao mà để đắp cho móng ngắn được cô Quyên ơi. Thì ok, bữa nay Quyên sẽ lên like hướng dẫn nè. Nè mọi người thấy không, không hề chảy. Đây, Quyên lấy cái cục bột vừa phải luôn, thì mọi người thấy ha, không hề chảy nha. Làm sao ôm vô cái xếp, cái cách mà mình lấy nước nè, rồi cái cách mình lấy bột ra sao rất là quan trọng nha mọi người. Đây ha, đó mọi người thấy không. Rồi thì bây giờ tới cái ngón bên này cũng vậy, mình sẽ cũng lấy cái này là móng ngắn nha, cho nên hầu như cái cục bột của mình nó cũng nhỏ xí xì thôi nha mọi người, không có lớn đâu. Đó, mình để sau 70% cái mặt móng. Với các anh chị mà coi like á, nhiều khi cứ nói là sao mấy cô làm, mấy cô mà làm lâu quá. Tại vì mấy cô lên đây á, thực ra là để đa phần luôn á, là để hướng dẫn cho các anh chị cách sử dụng sản phẩm. Ôm các anh chị học viên thì ôm lại bài, các anh chị mà mua hàng supply á, thì biết cách sử dụng cái sản phẩm của mình ha. Và hướng dẫn làm, cách làm. Chứ còn các giáo viên thì ở trên live này là không có chạy tua chạy thơm gì hết trơn ha mọi người ha. Cho nên là làm cái kỹ thuật của mình là mình hướng dẫn thôi, chứ không có phải gấp gáp làm nhanh quá các anh chị theo không có kịp.
Đây mọi người thấy không, cái bột mình lấy vừa phải thôi, và mình vuốt làm sao cho nó vô cái xét mà mình muốn. Cái những cái kỹ thuật nguyên chỉ á, là đa phần thịnh hành ở trong tiệm ha, thịnh hành ở trong tiệm là cái thứ nhất. Cái thứ hai làm sao phải hạn chế việc mài dũa. Đây mọi người sẽ quay cái tay của khách qua, xoay cái tay của khách qua chút xíu, nghiêng cái mũi cọ ha, mọi người làm sao mà nó dẹp cái mũi cọ lại như thế này đó. Mọi người chạnh cái phần hai bên, cái xoay qua hai bên khóe nè, để cho cái móng nó ôm vô, nó gom vô, và nó sẽ có một cái lớp mỏng vừa như thế này nha. Ok không, có bị khúc, có bị tối không mọi người? Như Quyên cảm thấy nó hơi bị tối quá không? Có nhiều anh chị hỏi là khi mà mình lấy nước thì làm sao mình biết là mình lấy nước cho nó đủ cho cái cục bột đó, rồi làm sao khi mình biết được cái cục bột nó chảy hay nó không chảy ha. Thì mọi người để ý là khi mình để cục bột lên trên móng, lên trên cái móng tay nè, dĩ nhiên bột trong cái giai đoạn đầu nó sẽ chảy đúng không mọi người? Đó thì mình sẽ sao, như hồi nãy giờ mọi người thấy là Quyên sẽ tém, tém làm sao cho nó vô cái form, nó gọn ở trong cái xếp của mình muốn nè. Đây, gọn ở trong cái xếp của mình muốn ha. Đây, phần ở phía trên này của mình á, thì mình sẽ cần nó mỏng nè, nó mỏng nè. Đó, hai bên hông này cũng vậy. Khi mà bột nó còn bóng á, mọi người nhìn cái mặt bột nó thiệt là bóng, là chứng tỏ là bột nó đang rất là chảy ha. Khi nó chảy thì mình chỉ tém là mình cho nó vô cái xếp mình muốn thôi, chứ mình đừng có vuốt. Như bây giờ là cái cục bột bắt đầu nó dẻo rồi nè, bắt đầu dẻo thì Quyên sẽ vuốt ha. Vuốt làm sao góc độ vuốt của mình cho nó ôm vô cái mặt bột này. Và Quyên cũng nhắc lại là Quyên đang sử dụng cọ 16 của Zonal nha. Cọ 16 dùng cho móng ngắn. Nếu như mà muốn thì Quyên cũng có thể sử dụng cái cọ này cho cái móng, những cái móng natural, móng ngắn bình thường luôn, không có gắn tiếp luôn cũng được luôn. Quan trọng là mình sẽ lấy cục bột và mình điều khiển cái lượng nước như thế nào cho nó phù hợp ha. Đây, nếu mà như cái móng của Quyên mà Quyên sử dụng cho móng ngắn như thế này mà Quyên dùng cọ 16 này vẫn được luôn nha mọi người. Đây, khi mọi người lấy cục bột ha, Quyên lấy cục bột bé xíu thôi, đặt lên trên cái 70% cái móng của mình ha. Đó, tụi Quyên sẽ giữ lại một chút xíu. Mình đừng có thả ra vội nha. Mình đã sợ bột chảy thì mình đừng có thả ra vội đó. Lúc đầu Quyên sẽ tém nè, mọi người nhìn cái cục bột nó bóng vậy đúng không? Nó bóng như vậy có nghĩa là cục bột nó đang rất là chảy ha. Nè, mọi người thấy Quyên ịnh một cái là nó bị mất cái xếp liền, thấy không? Cho nên lúc này là mình chỉ tém ha, tém cho nó gọn. Ví dụ như trên này nó hơi chèm, tém vô, tém vô, tém vô đó. Rồi, trên này mình sẽ dùng cái bụng đặt cho nó mỏng xuống, đặt cho mỏng xuống, rồi dưới này ôm vô cái mặt bột vô. Thấy chưa? Nó còn chảy, mình vuốt một cái là nó sẽ bị mất hết. Đây, như bên này còn chảy này, Quyên vuốt một cái là nó mất. Bắt đầu mình sẽ dùng cái bụng cọ nằm kéo ngược lên chút xíu. Đó, đó là cái cách mà khi nếu mà mình làm mà bột chảy thì đó là cái cách mình xử lý cục bột. Làm sao cái lớp ôm rê á, nó lớp một này nè, nó ở trên mặt móng, nó phải mỏng, nó mỏng nhưng mà nó đều nha, chứ không phải là mỏng mà chỗ có chỗ không thì nó không có đẹp nha. Quyên đắp thì là Quyên đắp nó vừa phải độ dày, từ cái phần mu móng cho tới cái phần đầu móng nó sẽ vừa phải thôi. Quyên rất là kêu là lừa cái việc mài dũa, cho nên là Quyên sẽ làm sao để cho cái móng của mình nó nhẹ nhàng nhất, mỏng, nó mỏng vừa để lại mình hạn chế cái việc mà mài dũa trên móng ha. Tại vì thường mình chỉ sử dụng cái nếu mà mình đắp đẹp xong á, mình chỉ cần buffer xong rồi mình chạy cái đường cuticle xong mình buffer là được ha. Là mọi người ha, thả vô và mình sẽ rải qua, nghiêng cái móng của khách qua qua trái, nghiêng cái móng của khách qua trái, nghiêng cái móng của khách qua phải nữa đó. Tém vô, tém vô. Mình lau bớt cái cọ đi. Cọ mà nó nhiều nước quá thì nó cũng làm cho cái bột của mình nó làm sao chảy ha. Không biết các anh chị học viên, các anh chị có một số anh chị gửi cái yêu cầu cho Quyên á, không biết là bây giờ cái giờ bên Úc với bên Canada là có thể coi live được hay không. Còn nếu không thì mọi người có thể xem lại ha. Ở bên Mỹ thì cái nail á,
kêu là nó phát triển hơn ở bên Úc và bên Canada. Thì cái nail của bên Mỹ thì nó thông dụng, nó đa dạng hơn. Còn bên Úc và Canada với lại ở bên Đức á, thì đa phần nail á, là sẽ nail á, thì nó sẽ là nail kiểu giống như là thường là người ta dùng cái natural layer, người ta vẫn còn dùng natural layer để người ta đắp, đắp xong rồi người ta sơn, chứ ta cũng ít hạn ít cái sử dụng cái bột màu nhiều ha. Nè, Nguyên chỉ làm cho nó hồi nãy lấy bột hơi nhiều đúng không mọi người? Nè, vuốt nằm cái cả vuốt xuống, vuốt xuống cho nó hơi mỏng chút xíu. Đó, mình cắt cắt bột ở đầu móng á, là cắt làm sao cho nó cũng bo tròn theo cái shape của mình để nó giữ cái shape ha. Đây là xong rồi nè mọi người. Nhật Minh, em chưa thấy chỗ khắc phục bột bị chảy cô ơi. À, Nhật Minh chưa thấy hả? À, nếu mà trường hợp bột bị chảy, ok bây giờ cô bột bị chảy đó có hai cái tình huống. Nếu mà bột chảy ở dưới phần ở dưới cái đầu móng ở đây, mình kéo, khi mà bột nó chảy mình kéo nó bị mất bột đúng không? Thì mình sẽ nằm cái cây cọ ngược như thế này. Mình nằm cái cây cọ ngược như thế này để mình kéo ngược bột lên, kéo ngược bột lên chút xíu ha. Nhanh tay lên xong sau đó mình sẽ rải xuống, bột nó dẻo thì mình sẽ rải xuống. Đó là cái cách khắc phục bột và khi mà ở chảy ở trong cái phần mà nó bị mất cái xếp của mình muốn ha. Câu trả lời đó có giải đáp cái thắc mắc của Nhật Minh chưa? Đây mình thấy lấy cái cục bột bé xíu mà Quyên vẫn sử dụng cái cọ 16 ha. Rồi Quyên đặt xếp cái cuticle này, mọi người đặt là đặt xếp lên cuticle một chút xíu nè. Đó, đặt xếp cuticle ha. Bắt đầu thả ra. Đây mẹ mọi người thấy không? Đó, mọi người thấy chưa? Cái cọ 16 nhưng mà khi Quyên đặt cục bột nó không hề chảy nha. Đây, vuốt xuống, thêm một xíu nữa. Rồi, bắt đầu quay lại chậm phần critical chút xíu nữa. Đó, chậm cho nó tròn, góc độ chậm, làm sao để cho cái critical cho nó tròn nè. Đó, để mình hạn chế cái việc mài dũa của mình, bên này cũng vậy, nghiêng cái tay qua. Đây mọi người thấy không, xong cái móng của mình rồi nè, nhỏ xíu xìu xiu nhưng mà vẫn làm sao để cho nó vô cái form xếp cho nó đẹp mà không phải tràn, không bị tràn trề nha. Thường mọi người có ai mà sợ cái móng ngón út không? Cái ai sợ ngón út không giơ tay đi. Ở trên live thì mình giơ tay không biết giơ làm sao. Đây mọi người thấy không, mình lấy nhỏ thôi nha. Đó, mình lấy nhỏ làm sao nó vừa đủ cái cục bột ở trên này thôi. Đó, mình đẩy đẩy nhẹ nhẹ, mình xoay xoay cái cọ chút xíu để cho bột nó tròn ở trên critical ha. Tém bột, rải bột qua hai bên này, rải bột qua hai bên bên cái sidewall ha. Rồi kéo xuống, kéo xuống, níu cái cục bột ra. Rồi này hơi chèn xíu mọi người ha, hơi chèn, quay lại chậm critical chút xíu. Đó, nhúng cái cọ ướt chút xíu, mình vuốt lại cái phần ombre cho nó đẹp ha. Cái ombre của mình á, là cái bột nó phải hơi ướt một chút xíu thì mình rê nó mới đẹp nha. Chứ còn cái bột mà nó khô quá, mình rê nó sẽ có hai cái lằn ngang, giống như hai cái lớp nó có hai cái lớp khác biệt với nhau, nó không có liên kết với nhau, nó không có từ đậm tới nhạt thì nó không có đẹp ha. Mọi người thấy không? Mình sẽ quay lại mình chậm nút critical chút xíu đó. Rồi theo mọi người ha, xong mình vuốt xuống, lấy một ít cái liquid mình vuốt cái mặt móng để cho cái móng của mình nó ướt chút xíu, ướt chút xíu thì kia mình rê nó đẹp hơn ha. À, bị khúc màn hình, bị khúc màn hình, bé đưa qua đây giùm chị xíu. Rồi để lên sát critical. Khi mà mình thả một cái cục bột cho nó đẹp đó, nó đứng im vậy nè. Đó mọi người thấy cục bột nó dẻo không? Nó đứng im vậy nè. Đó mình tán ở bên này, tán ở bên này, mình rải cái bột xuống dưới đây, rải cái bột xuống dưới này ha. Lấy thêm một miếng nước này, vuốt này. Đó, vuốt làm sao cho cái bột này nó lên từ đậm tới nhạt chút xíu nó mới đẹp ha. Rồi quay lại chậm critical. Nè, mọi người đặt làm sao đừng có để nó tràn trề qua xung quanh, thì lát mình mài dũa nó đỡ có cực lắm nha. Đó, qua bên này, chỗ bên này mọi người thấy nó bị một cái lỗ này không? Đó, mình kéo cái bột xuống. Đó, mình kéo cái bột xuống, dùng cái muỗng cọ kéo cái bột xuống, xong mình tém cái phần
Typical lên cho nó gọn lên. Đó, mọi người thấy không? Cái này là nó không có, nó hơi bị khô, nó không có được rê lắm ha. Thì mình cho một cái cục nhỏ nhỏ nó vô chỗ này. Đó, cho một cục nhỏ nhỏ vô chỗ này. Mình rải đều ra. Mình rải đều ra và bắt đầu mình sẽ nhúng thêm miếng nước. Và rê xuống, nhúng xuống. Đó, nhúng xuống. Ở cái phần này mà mình cảm thấy nó hơi nhiều thì mình dùng cái mũi cọ này mình đi lên là rửa. Giống như mình lấy ly quịch đó, mình đi lên nè. Đó, mọi người thấy nó lem đẹp chưa? Ha. Ok không? Có bị khúc mọi người không ạ? À? Mọi người có thấy không? Có khúc thì nói dùm Nguyên một xíu nha. Các anh chị có câu hỏi gì? Có câu hỏi hay có thắc mắc gì mà liên quan tới cái việc đắp bột hoặc là ôm rê hay sử dụng cọ thì mọi người sẽ hỏi đi ha, Quyên sẽ giải đáp cho mọi người nha. Đó, mọi người thấy không? Lấy cục bột thả làm sao cho cục bột nó đứng tại ở đây ha. Rồi tự nhiên ở đâu có cọng lông vô đây trời. Đó, cọng lông đen đen chỗ này. Đó, vậy là mất thời gian của mình nè mọi người ha. Rồi, trời ơi. Không sao, lo vuốt ha. Mình mà lỡ mà nó có một cái gì cản trở mình chút xíu xong rồi là thôi, mình lo mình vuốt đi. Chứ nó cứng quá rồi là mình không có làm gì được ha. Cứng đầu, cứng cổ rồi không có làm gì được hết trơn á. Thấy không mọi người? Nếu như mà cái bột nó cứng thì mọi người sẽ dùng cái lực một chút xíu để mọi người tán cái bột ra ha. Đó là bên này, mọi người làm. Mọi người thấy không? Cái cuticle mà nó tròn như thế này nè. Đó, cuticle mà nó tròn như thế này nè. Thì mình sẽ hạn chế cái việc mà lát mình sẽ mài dũa ở trong này. Đó, thì cái người khách người ta cũng thích lắm. Đại Lộc, hay quá cô ơi. Dạ cảm ơn ạ, cảm ơn Đại Lộc rất là nhiều. Thì lên live này mình cũng mong chia sẻ những cái kinh nghiệm của trong cái lúc đắp bột, những cái mà vấn đề mình gặp phải ha. Cái ngón cái thì nó sẽ hơi to hơn một xíu nha mọi người. Nè, mọi người thấy không, cái cục bột nó mình phải để làm sao á cho nó bột nó thiệt là dẻo. Đó, mình để lên. Riêng những cái ngón cái này bắt buộc là mình sẽ đẩy cho nó vô trong cái phần góc móng chút xíu, phần dưới này này đó, mà mình rải cục bột ra. Rải cục bột ra dưới này, đưa cái lực vô một chút xíu nha mọi người. Đó. Trời, cái bột này nó dẻo mà đắp sướng lắm. Cái bột này mà mọi người thấy có một số lần là Quyên cũng lấy để đắp hoa luôn đó mọi người. Ha. Bột nó cực kỳ dẻo đắp xuống á. Quay qua phía này ha, quay qua phía bên này nè. Thả lỏng tay xíu bé, bé mẫu hơi bị căng thẳng. Cô lai cô cũng căng thẳng, bé ngồi căng thẳng tay cứng ngắc rồi bé. Rồi ok. Mình sẽ vuốt lại cái mặt móng chút xíu ở bên này nè. Quyên cảm thấy là nó hơi bị hụt cái chỗ này. Nhưng mà bột ở trên cái móng của mình nó vẫn đủ, cho nên là Quyên cũng sẽ đẩy hoàng chút xíu như thế này nè. Nè, mọi người coi nè. Vi Anh Nguyễn, bột hàng nào mà dẻo vậy bạn? Dạ, Quyên xài bột của Journal ha. Đây, bột Z-Blend của Journal nha. Bột Z-Blend của Journal thì là bao dẻo luôn á. Bột này thì mình đắp được, mình biết được và mình sẽ đắp hoa được luôn á, đắp hoa fantasy được luôn á nha mọi người. Thì khi mà cái gọi nè mọi người thấy không, đắp mà nếu như không có tràn hay gì hết trơn á thì cái việc mài dũa của mình nó hả, chị đắp lên bơm đẹp thật. Bột gì vậy chị? Cái này là bột Z-Blend của Journal nha chị nha. Trả lời cho chị Xuân Béo ha, chị Hay Anh. Dạ, bây giờ mình sẽ phủ lia nha. Móng ngắn, với lại này mọi người nhìn nè. Móng của mình á, mình đắp nó đã có cái phần epex rồi. Rồi có nó có độ si khơ rồi. Thì Quyên chỉ muốn đắp một cái lớp mỏng, thật là mỏng nè. Đó, để nó bảo vệ cái lớp ôm rê của mình thôi. Đừng có đắp quá dày, rồi lát còng lưng ra mài dũa ha. Đây, đó Quyên đắp mỏng thôi. Mọi người đắp á, mục đích của cái việc đắp lia này á, là để bảo vệ lớp ôm rê ha.
khi nào mà cái mu móng của mình nó thiếu, cái phần apex của mình nó thiếu á, thì mình mới bỏ cái clear này để tạo cái độ gồ rồi tạo cái apex đồ ha. Còn nếu không thì mình không có cần thiết đâu nha. Mình sẽ bôi một ít thôi để mình bảo vệ cái lớp ombre, và khi làm sao á, cái lớp này nó trong. Mọi người nhiều khi vô tình không có thấy lại làm cho nó bị mất cái set. Bột clear này cũng vậy, mọi người khi mà làm á, mọi người bỏ lên móng, mọi người cũng phải thao tác vuốt cho sao cho nó đúng cái góc độ cọ thì nó ôm vô set nó đẹp lắm. Nè, phần mu móng rồi là có rồi ha. Cái này là mình không có làm view ở trên cái mu móng nữa. Rồi cái chỗ này thì nó hơi bị chủng chút xíu, thì Nguyên chỉ muốn chỗ này và phần đầu móng, Nguyên không có muốn nhiều nha. Ngay cái chỗ rê thôi, và ngay cái đường nối này Nguyên cũng muốn làm cái lớp thiệt là mỏng. Hồi nãy giờ mọi người thấy không, cái cách mình vuốt cọ như thế nào để cho cái form nó đẹp nè, rồi cái cách mình vuốt xét như thế nào thì lát mọi người cũng sẽ coi ha. Vuốt thì mình đã đắp vô form vô xét rồi thì mình vuốt nhanh lắm. Cái này thì cái phần effect khó rồi ha, Nguyên chỉ làm một lớp ombre dưới này thôi. Nguyên không có muốn dùng nhiều cho nên Nguyên cũng sẽ bỏ bớt đi ha. Rồi. Các anh chị, các ai có câu hỏi hay là có cái việc gì cần Nguyên trả lời thì cứ nhắn vô ha, Nguyên sẽ trả lời cho mọi người về kỹ thuật, về cách vũ xếp hay về cách đắp bột như thế nào để ra form xếp đẹp như vậy thì Nguyên để trả lời hết cho mọi người nha. Rồi, mọi người thấy không? Xong rồi nè. Khi đắp xong rồi thì Nguyên cũng sẽ hay có một cái thói quen của Nguyên, đó là Nguyên chắc bé hơi giùm chị chút xíu, bé cho nó khô chút xíu, đưa tay kia chị. Bột thì mọi người biết là nó không, mình không có cần phải hơ đúng không, nhưng mà do nhiều khi mình đắp nhanh quá thì ok mình hơ chút xíu đi, mình mài dũa để khỏi tốn thời gian của mọi người nghe. Khi mà mọi người đắp vô form rồi á thì dũa nhanh lắm ha. Và cái góc độ dũa của mình á, làm sao mình chỉ nhiều khi có các anh chị học viên nói trời sao mà đi có mấy đường mà nó ra cái form đẹp quá như vậy. Thì đúng rồi, mình cứ theo đúng cái góc độ của nó là nó sẽ đẹp rồi. Mình đừng cứ đi style ha. Đó mọi người thấy không? Khi mà đắp á, mọi người cũng làm sao á, đừng có đưa cái liquid lên trên da của khách nhiều nha. Có nhiều người khách da người ta khỏe, người ta không dị ứng thì mình không nói gì, nhưng mà có một số khách đó, da của người ta rất là dị ứng, đưa lên chút xíu thôi là người ta sẽ bị mẩn đỏ, và người ta sẽ có cái cảm giác là sợ khi mà kiểu như mà mỗi lần mình dùng tới bột ha. Cho nên khi mình đắp á, mình chỉ sử dụng cái liquid ở trên cái phần móng móng tay thôi nha. Đây là cái thói quen của Nguyên, sau khi mà đắp xong Nguyên luôn dùng cái chai alcohol Nguyên xịt, Nguyên rửa cho nó sạch và nó sát trùng ở trên cái mặt móng ha. Đó. Lỡ mà trường hợp nó có dính chút xíu thì cũng không sao, mình lau mình chùi cho nó sạch ha. Và đây là Nguyên sẽ khi mà mình làm nó vô xếp rồi mọi người. Nguyên thì Nguyên sử dụng cái dũa vuông này ha, 32/32. Tự nhiên thấy ai hỏi cái gì 32 cái nói 32, 80/80 ha. Thường mình dũa bột á là mình sẽ dùng cái cây dũa 80 ha. Đây và mình tách bột ra ha. Trời ơi còn nhỏ mình đã bị liệu quá mọi người. Ha. Khi mà mọi người đắp vô xếp rồi thì sao? Dũa như mọi người nhìn thử đi, dũa nhanh không? Đó, dũa vậy là vô cái xếp rồi nha. Cái không? Mọi người có thấy cái góc độ dũa của Nguyên không? Đó. Ở trên này mình đi ở trên mặt móng chút xíu, hạn chế lát mình khỏi chạy máy, tại vì mình đắp cái form nó đã đẹp rồi thì cái việc chạy máy của mình không có cần thiết đâu ha. Đây, mọi người cũng nhớ đi ở dưới móng cho cái móng nhìn cho nó
thẳng rồi nó cho nó đẹp, cho nó sắc sảo ha. Nè, xong rồi đó mọi người nghe. Cái góc độ giũa của mình như thế nào, cái tay trụ mình như thế nào. Hồi chiều có cái chị học viên khi mà làm móng dài thì giũa thì bé mẫu nó bị đau quá, nó bị đau quá, mà khi cô giũa thì nó không đau. Thì mình mới nói với chị là, chị có biết lý do tại sao không? Cô đó, mấy chị đó mới nói là trời ơi mấy mẫu nó sợ cô. Nó trời ơi chị, không phải, không có cái sợ nào mà qua cái sợ bằng là nỗi đau hết đó chị. Nhưng mà do là mình trụ không phải chắc. Thì mọi người thấy mấy đường thôi là ra rồi đó. Do khi mà mình giũa, bất kể từ móng ngắn đến móng dài ha, mà móng càng dài á, thì cái độ mà đau của người khách nó nhiều hơn ha. Rồi nó nhức, nhiều khi nó nhức vô tới cái phần trong này luôn á mọi người. Cho nên mình bắt buộc là mình phải trụ ha. Từ giũa xếp cho tới bóp vờ cho tới giũa mịn, mình đều phải trụ hết nha mọi người. Mấy ngón tay của mình nó đều làm việc hết. Hôm bữa có cái cô, nếu mà mọi người hay coi live của cô Củ Quyên á, thì bên kênh của Zone Academy á, có phỏng vấn cái cô học viên, cô Hoàng với cô Ngọc. Cô Hoàng với cô Ngọc là 60 tuổi rồi để đi học nail. Ngày đầu tiên học bột luôn. Cô nói chứ, trời ơi Quyên ơi, thôi cô chắc cô về cô bán yếu quá. Chứ trời sao mà mệt quá vậy. Cái mình mắc cười quá, mình cười xong rồi cái chị kế bên cũng trẻ tuổi. Trẻ tuổi à, học trời ơi cô thôi chắc đi về bán bánh mì quá chứ sao mà bột gì mà nó khó mà khổ dữ vậy nè. Xong rồi qua ngày thứ ba ha, qua được cái tuần rồi bây giờ đắp được, trời mừng lắm, mừng quá trời mừng luôn. Nói về học mà về ăn ngủ mà cũng thấy cục bột nữa, nói như vậy mới là thành công đó. Nếu mọi người thấy cái góc độ của Quyên đi không, mình đi làm sao cho nó đi cái nét nào là dứt cái nét đó ha, đi cái chỗ nào là dứt cái chỗ đó, là nó phải đẹp ngay cái chỗ đó luôn, chứ mình đừng có phải đi lại đi lại mấy vòng. Không đẹp thì dĩ nhiên mình phải đi lại rồi, nhưng mà khi mà mình đắp đẹp rồi, đưa cái góc độ giũa xếp của mình đó, mình đưa góc độ đúng đó, là mình không có cần thiết là phải làm nhiều đâu nha. Các anh chị thường coi like á, cái phần có giũa xếp này mọi người hay bỏ qua lắm. Nhưng mà nói thẳng ra, có nhiều anh chị đăng ký vô cái lớp mà để học về bột á, có nhiều anh chị đăng ký vô chỉ để giũa xếp thôi. Bột thì đắp được, đắp đẹp, nhưng mà không biết là sao cái giũa nó đưa vô là bị mất bột, mất góc ha. Bé xích tay lại giùm chị chút xíu. Coi Phúc nói nha bé, nhiều khi chị Quyên làm nó có thể mọi người thấy vừa làm vừa nói chuyện, vừa làm canh giũa, trả lời comment cho mấy của mấy bạn. Có ai có câu hỏi gì không? Không có câu hỏi gì là Quyên chuẩn bị xong cái like rồi đó nghe mọi người. Có câu hỏi gì thì hỏi nhanh nhanh đi nè. Các anh chị mà có yêu cầu để làm những cái kỹ thuật gì, chẳng hạn như các anh chị không biết làm, chẳng hạn như thấy trên YouTube người ta làm cái đó mà mình làm hoài không được ha. Nói thẳng ra trên YouTube nhiều khi mọi người học làm theo hơi bị khó à. Người ta làm ta bỏ bước hết trơn à, mà những cái bước quan trọng là người ta bỏ, cho nên là mình cũng sẽ khó mà biết được cái lúc đó mình làm như thế nào. Cho nên các anh chị mà nếu mà cảm thấy có cái gì các anh chị muốn học hoặc các anh chị muốn làm, cái kỹ thuật đó các anh chị chưa biết, thì các anh chị cũng có thể gửi yêu cầu ha. Thì cái đội ngũ giảng viên của Zonal sẽ giúp các anh chị giải đáp những cái thắc mắc đó nha. Đây thì mọi người thấy cái xếp của mình nó đã vô cái form, cái xếp đẹp rồi ha. Thì Quyên cũng sẽ dùng cái Quyên sẽ dùng sử dụng cái đầu mài này ha. Để Quyên chạy cái cuticle nữa là xong nha. Buffer nữa chứ mọi người.
quên. Mọi người chạy á, có nhiều anh chị nói, có người thì nói chạy ở cái phần này á, chạy chừng số 5 thôi, chạy trong cubicle chạy số 5 thôi. Có người nói trời ơi chạy số 9, số 10 chứ sao chạy số 5. Trời ơi, mỗi người có mỗi cách chạy nha mọi người. Nhưng mà nguyên khuyên á, thật sự mình đắp làm sao đừng có tràn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chạy mà mọi người chạy thấp quá, cái nước cắt của nó không có đẹp nha, cái đường cắt nó không có đẹp mà nó cứ bị sừ ra. Mọi người làm sao mà nó đừng có tràn cuticle thì mọi người chạy đó, như Nguyên này chạy lướt qua vậy thôi. Đó là mọi người thấy cái cuticle nó đã đẹp rồi, thấy không? Đó, thấy không? Mọi người thấy cuticle nó đã đẹp rồi. Đại Lộc, dũa vậy khác với dũa foam vuông à cô? À, cái này là xếp almond nha, nha Đại Lộc. À, lúc nào mình dũa là mình cũng luôn luôn dũa từ đầu móng trước. Thì cái xếp vuông á thì mình vẫn dũa, tại vì xếp vuông thì nó sẽ ngưng lại trả lời cho bạn chút xíu ha. Thì ví dụ như cái mọi người thấy như ở đây ha. Cái này là cái xếp almond. Nếu là cái xếp vuông thì dĩ nhiên cái đầu móng nó sẽ ngang như thế này, đúng không ạ? Cái đầu móng nó sẽ ngang thì dĩ nhiên lúc nào mình cũng sẽ dũa là cái cây dũa của mình nó sẽ đưa vô đầu móng trước như thế này. Rồi mình dũa. Ha. Mình đưa vô đầu móng và bắt đầu mình sẽ dũa, sau đó mình sẽ dũa hai bên hông, rồi mình dũa dưới móng. Còn nếu như trường hợp đây là móng almond hoặc còn gọi là móng hạnh nhân, thì các anh chị dũa mình cũng sẽ chia cái móng ra, và từ 1/3 ra cái đầu móng này là cái đầu móng của cái móng almond, thì mình cũng sẽ luôn luôn dũa cái đầu móng trước ha. Đây, ví dụ như đây nè, hồi nãy Nguyên cũng sẽ bo như thế này. Có thể là Nguyên làm nhanh nên Đại Lộc không có thấy. Đây, mình sẽ bo cái đầu móng. Mình bo cái đầu móng tới đây thôi. Khi nó vừa rồi thì bắt đầu Nguyên sẽ đi một vòng nữa, là bắt đầu Nguyên sẽ đi từ ở dưới này nè. Từ cái phần dưới này nè. Ha. Từ cái phần dưới này Nguyên đi lên. Có thể Nguyên đi nhanh quá cho nên Đại Lộc không có thấy á. Ha. Rồi. Mình sẽ đi sơ lại cái phần cuticle của mình. Lúc nào mình cũng sẽ dũa đầu móng trước hết nha. Móng nhọn á, nhiều người nghĩ cái móng nhọn có đầu móng không ạ? À? Các anh chị học viên nhiều khi hả, nó dũa móng nhọn rồi đưa cái đầu cái cây dũa ngang vô một cái hút hồn luôn á. Mà nói thẳng ra cũng thương, nhiều khi mấy anh chị cũng học từ chưa biết gì á, cho nên là cũng không có biết là phải phân biệt như thế nào là dũa cho nó đúng. Cái cây dũa mà cái cây bóp cò hay là cây dũa còn chưa phân biệt được mà nấu chi là cái cách dũa, đúng không mọi người? Cho nên nhiều khi các anh chị học viên thương lắm. Ok. Đó, mình chỉ chạy sơ như vậy thôi nè mọi người, thấy không? Xoay qua bên này. Khi mọi người làm là thấy mấy cái ngón tay của Nguyên không? Nguyên sẽ đi chậm lại chỗ này một xíu để nói cho các anh chị nào cần ha. Tại vì nhiều khi đi nhanh thì các anh chị sẽ không thấy. Ví dụ như Nguyên đi nè, cái đầu dũa của Nguyên đưa tới đây, đúng không? Mọi người thấy cái tay của Nguyên nắm không? Đấy, thấy không? Khi Nguyên đưa tới đây nè, móng dài hay móng ngắn cũng vậy, Nguyên sẽ đưa xuống phía này và cái ngón tay của Nguyên sẽ kéo cái phần da chỗ này ra. Chứ không phải cầm như thế này đâu. Cầm như thế này thì cái da của người ta nó bị vướng à, nó bị lòi lên nè à. Mình khó đưa cái đầu mài vô. Mình sẽ giống như mình nẹp cái tay người ta lại vậy, đưa cái lượng cái dũa xuống à. Rồi, ở bên này cũng vậy. Rồi khi qua tới bên này nè, mọi người thấy Nguyên xoay cái tay qua đúng không? Xoay cái tay qua và cái tay cái của Nguyên cũng sẽ kéo cái phần da xuống. Nếu nó không kéo thì nó cái da nó sẽ như vậy nè mọi người. Nếu mình không kéo thì cái da nó sẽ như vậy nè. Đó mọi người thấy không? Còn khi kéo ra thì cái da nó căng ra và nó sẽ lộ những cái phần mà giống như là khi mà mình chậm chưa tới, hoặc là những cái bột dư ra đây. Đó, thì nó mới mới sạch được ở trong phần cuticle ha. Sau đó mình đi cái vòng ngoài một xíu. Khi đi mọi người thấy cái tay của Nguyên xoay không? Đó, Nguyên xoay cái tay này. Nghĩa là xong hết rồi mọi người ha. Ok không? Có giải đáp được thắc mắc cho mọi người không? Rồi sau đó mình sẽ bóp vờ ha. Lúc nào cũng vậy, bóp vờ là phải bóp vờ dưới móng. Mình lấy đi những cái răng cưa ha. Những cái nhiều khi mình làm nè, mài dũa đôi khi nó có những cái phần răng cưa ở đó, thì nó sẽ làm cho cái móng người ta nó gồ ghề. Người ta về rửa mặt hay là người ta tắm rửa, người ta làm cái gì đó, thứ nhất là xước quần áo của người ta, thứ hai là nhiều khi rửa mặt cào lên trên mặt mà bị chày luôn á mọi người. Cho nên mình chú ý mấy cái phần đó chút xíu ha. Mình
mình đắp bột Deep Ombre OEG thì nước loại gì hả cô? Deep Ombre hả? Đúng rồi. À nếu mà làm Deep, nếu mà làm Deep thì mình sẽ dùng một cái bộ sản phẩm của Deep, nó gồm có 4 chai nha. Ai hỏi gì? À, nếu mà dùng Deep thì mình sẽ có cái bộ sản phẩm 4 chai của Deep ha. Thì trong đó nó sẽ có bone, rồi nó sẽ có một cái chất keo, keo dính, và nó có một cái loại đó là làm cứng móng, cứng bột. Đó, rồi mình sẽ có một cái chai top. Top thì của Deep thì nó sẽ khô từ không khí, cho nên là mình không có cần hơ đèn hay gì. Nó luôn luôn đi theo cái bộ sản phẩm của nó thì nó sẽ đẹp hơn ha. Quyên là cái người mà xài alcohol hao nhất nhất trường, nhất cái trường của Zen Academy này đó. Làm cái gì Quyên cũng rửa sát khuẩn bằng alcohol cho nó sạch. Nó khi bóp cờ thì mọi người cũng thấy cái cách bóp cờ của Quyên và cái cách trụ của Quyên ha. Mọi người cứ nghĩ nó đơn giản nhưng mà không có hề đơn giản luôn nha mọi người. Ủa sao nó bị đứng rồi ta? Hình như Quyên thấy nó bị đứng á. Vẫn là cái cách cũ của Quyên ha. Quyên vẫn sẽ lấy cái này Quyên xịt Quyên rửa cho nó sạch chút xíu. Để cái bệnh sạch sẽ á mọi người. Nhưng mà dù sao bị những cái bệnh sạch sẽ đỡ hơn bị bệnh dơ ha. Rồi. Ok mọi người thấy chưa? Sạch trơn đó. Rồi Quyên cũng sẽ xịt cho trên này chút miếng để Quyên lau cái xịt trên cái miếng này chút xíu này đó, để Quyên lau cái phần mặt móng này, phần dưới móng này đó, lau cho nó sạch ha, rồi mình lên top cho nó đẹp. Với lại mình bảo vệ cái chai top của mình, tại nhiều khi cái mặt móng mình làm không có sạch đó, cái mình lấy cái chai top mình bôi lên đó mọi người, cái là nó bị lợn cợn ở trong cái chai top của mình luôn ha. Rồi lau lại một xíu cho nó khô này. Đây top của Journal thì là siêu bóng luôn á nghe mọi người. Nếu mà hơi nhiều quá thì mọi người sẽ gạt bớt đi ha. Rồi trên móng này cũng vậy, trên móng này cũng vậy, mọi người vuốt cho nó ra bớt đi, chứ để nó nhiều quá cái lát nó động cái gì cũng vậy, nhiều quá nó cũng không có tốt đâu nha mọi người. Đây cái chai thoát này thì nó đặc nhưng mà nó bóng, và mình kéo nó bóng ở trên mặt móng chứ nó không có hề động lại hay là bị mất cái xét hay gì hết trơn ha. Ăn thua là do cái cách của mình vuốt thôi nha. Khi mà mình học cái gì mà nó đúng kỹ thuật rồi không có cái gì mà phải ngại ngùng sợ này sợ kia hết ha. Học mà đúng kỹ thuật rồi thì vô trong lớp đó, bột gì cũng có thể dùng được, bột gì mình cũng có thể điều khiển được hết trơn đó. Mình hiểu được nó. Đây mình đưa xuống ra mà cho nó tròn, nó sát cái cơ ha. Có bị khúc không à? Nó hơi lát. Kỳ vậy ta. Giờ này ở Việt Nam là mấy giờ? 8 giờ kém rồi. Giờ mà ai xài đâu nhiều dữ rồi. Tại chắc ta đi làm về rồi ta xài nhiều quá hay sao? Mẹ chập chờn quá. Nhiều khi đang làm tới giai đoạn quan trọng cứ nó chập chờn nói còn gút khó chịu ha mọi người ha. Khó chịu dễ sợ luôn á. Làm cho người coi người ta cũng khó chịu mà mình nói người ta nghe có được đâu. Gút xong có người ta cũng ra khỏi cái lài. Ta coi là cũng chán luôn.
Đó, làm sao giữ con giữ xếp, làm giữ chút xíu ha. Rồi mình sẽ hơn một phút nha mọi người. Rồi đưa tay kia cho chị mình xíu. Rồi đây mọi người nghe, đây là bây giờ là xong rồi đó. Mình sẽ hơ, khi mà mình làm xong á, mình sẽ bôi tóp lên đó và mình hơ 60 giây, lúc nào cũng vậy, tóp thì mình hơ 60 giây để cho nó khô nha. Rồi. Ồ, cảm giác ở trong cái like á, cái màu nó hơi kỳ kỳ nha ta. Cảm giác ở trong cái like cái màu nó hơi kỳ ha. Rồi bé hơi xong chưa? Hả? Đó như ví dụ, à cái do ánh đèn nó chiếu nha mọi người. Đây cái này do ánh đèn nó chiếu nè. Đó. Chị hướng dẫn chi tiết từng bước. Dạ cảm ơn chị. Cũng cái này cũng là một cái mong mỏi và một cái cũng ước muốn của Quyên, cũng giống như là cái đội ngũ của Journal, là mong muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái gì hay, những cái gì mà mọi người đều có thể giúp ích cho cái cộng đồng người Việt của mình làm nail ở bên hải ngoại Úc, Canada hay Mỹ hay bất kể nước nào, cũng sẽ có những cái kinh nghiệm để mà làm những bộ nail vừa nhanh vừa đẹp để kiếm thêm thu nhập cho mọi người ha. Tiền Nguyễn. Hello Tiền Nguyễn. Đẹp lắm chị, cảm ơn chị. Đây mọi người thấy không, cái này nè, do cái ánh đèn á, cho nên cảm giác á, cái màu á, nó cứ hơi bị loang loang làm sao đúng không. Khi che bớt ánh đèn lại, mọi người thấy cái lớp ombre nó rất là đẹp nha. Đó ha, cái lớp ombre của mình nó rất là đẹp. Và khi mọi người làm sao mà cuticle nó phải tròn, giữa cái cuticle và cái bột và cái da nó phải tách ra ha, nó không có được nằm lên trên ha. Đây sau này là Quyên sẽ đó, xong ha mọi người ha, thì Quyên sẽ kết thúc cái like ở đây nhé. Cảm ơn mọi người đã xem like của Quyên ha. Nếu mọi người cảm thấy hay thì hãy chia sẻ cái like của mình nha. Hi, chào mọi người nha.